Ok, và xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chế độ đấu trường chân lý của mùa 11 nha anh em. Kog'Maw, Cho'Gath, Kobuko 2 sao. Rất là nhiều những vị tướng bậc 1 ở giai đoạn đầu game các bạn. Nhưng mà hiện tại thì tôi đang có một cái form bắn tỉa U Linh và đấu sĩ rất là cứng. Và cái loại công nghệ đầu tiên thì nó cho mình một con Amumu. Nó cũng sẽ là một trong những cái nhân tố để mình có thể làm cái video leo rank cho anh em ở trong cái game đấu ngày hôm nay. Nay thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em một cái đội hình leo rank rất là mạnh. Đấy, cực kỳ ngon. Với những vị tướng Sứ Thanh Hoa và Thuật Sĩ. Meta hiện tại là auto là như thế này rồi các bạn. Vì những vị tướng 4 và 5 tiền nó đang rất là thịnh hành. Nhưng mà để có thể xây dựng được cái đội hình này ấy, chúng ta cần phải có và rất là nhiều tiền. Thế nên là chúng ta cố gắng đánh giữ máu ở giai đoạn đầu trận nhé. Hoa nở không màu này. Đầu game thì Kobuko 2, Kog'Maw 2. Anh em mình rất khỏe rồi. Với cả là Kog'Maw thì tôi đã lắp một cái trang bị cuồng đao. Chút nữa thì mình sẽ đánh AC làm đam chủ lực. Với AC thì anh em có đồ kiểu tốc đánh, vô cực, kiểu diệt. Đấy, trang bị để cho AC cũng rất là ngon nha. Thuật sĩ hay là bắn tỉa ngon hơn? Nếu bắn tỉa thì sẽ có thêm U Linh các bạn. Meta này thì con Nai ấy, trời ơi, nhiều ông chơi lắm. Thế nên là chúng ta cứ cố gắng giữ máu, lên cấp sớm thì đôi khi là những cái vị tướng nó tự xuất hiện, chứ không cần phải anh em mình roll quá nhiều đâu. Và đây là Grey Raven. Người này thì cũng đã lắp trang bị cuồng đao rồi. Định mệnh AP không? Rồi, sẽ là trận thắng thứ hai thôi. Khỏe phết nhở. Tôi đang ôm khá là nhiều những cái vị tướng bậc 3 ở hàng dưới. Tuy tốn tiền nhưng chút nữa chúng ta sẽ cần sử dụng đấy. À, chốc cho bạn gọi trang bị thành phần máu linh thú hoặc là vàng à? Wow, nếu mà lấy máu thì có thể tăng thêm 115 máu. Trang bị thành phần à? Hay là lấy tiền anh em? Mình nghĩ là chúng ta nên lấy tiền đi. Lấy thêm cái lợi tức sớm, ngon về giai đoạn cuối trận hơn. Đây, mình sẽ lấy 50 tiền luôn nhá anh em nhá. 50 tiền sớm nhất luôn. Bây giờ mới có 20 thôi. Ta phải tích dần thì mới lên được 50. Không thì bán hết cái đống này đi à, chút nữa phải tìm lại thì cũng hơi mệt. Chim cong cóng. Ông này thì có một cái ấn của đấu sĩ, U Linh, đấu sĩ và khổng lồ. Vô cực kiếm à. Đánh Senna luôn không? Khả năng đánh Senna bắn tỉa rồi. Wow, à, chắc phải trâu phết nhờ. Ok anh em ơi, win là có 3 chuỗi thắng rồi. Còn anh em hỏi mình đép gì ở đầu game thì tôi cũng kiểu có gì tôi đép bằng đấy thôi. Có con nào 2 sao thì anh em mình cứ nhét vào cũng được, kích hoạt cho nó thêm một vài những tộc hệ nữa. 100 máu mà đi chợ ra thứ hai. Một cái lobby lựa chọn rất là nhiều những cái kiểu thêm máu trong cái vòng kỳ ngộ của Alune. Wow. Khả năng game này sẽ là một game đấu dài đây. Còn ông nào khổng lồ hóa nữa thì mệt thở. Lại lấy lại được Alune này các bạn. BF thì chút nữa thì mình sẽ đổi sang kiểu lắp vô cực. Và cứ tận dụng cho Kog'Maw trước. Hình như là sắp tới có một cái trang bị vọng âm Luden ấy. Còn Kog'Maw cũng ngon, mà Caitlyn thì nó nổ đam rất là ác. Nhưng mà phải biết phiên bản sau cơ.
là mình cũng phải qua bên PPE làm về những trang bị mới của On mới được. Và đây là vua lì đòn. Phải là vua lì đòn chính hiệu không? Chơi thần tài đây là cũng lì đòn phết này. Ủa? Nhưng mà cây hoàng kim đâu? Demo đâu sao không cho vào à? Lì đòn ơi. Lì đòn này. Cố lên anh em ơi. Wow. Gna Jorik CV. Sứ Thanh Hoa. Meta Sứ Thanh à? Chúng ta phải ôm trước tướng, không là chút nữa rôn không có luôn ấy. Anh em nắm bắt meta rất là kịp thời. Chitana, Nautilus và Sinora. Cao cường này thì có thể đánh lõi Jorik được. Chicken. Một form của năm sử già. Wow, nhà này thì có một cái lõi trẻ khỏe tự do thì trợ auto là ra đầu. Thôi xong rồi. Năm sử gia ở giai đoạn này thì coi như là bá nhất vùng. Ok, đi xuất đao trước Chicken. Không sao cả các bạn. Mất đi ngưỡng lợi tức một xíu thôi, không thành vấn đề. Anh em mình không thể nào mà nhủn chí được. Thua một thì anh em mình lại cố gắng tiến hai bước đúng không? A chóc 2 này. Ơ một bước tiến hai bước cũng được. Còn nâm châm hút đổ đây. Nhưng mà thử dưng ra cho mình ba con Kha'Zix binh đoàn cào cào. Đồ nào. Wow, cái gang này. Zanna. Cái bài này thì anh em mình đánh bằng thần tài kiếm chuỗi thắng đầu game. À, kiếm chuỗi thua và nổ đợi nổ hũ cũng được. Mình sẽ lắp luôn vô cực nha anh em nhé. Trang bị thứ ba thì có thể lắp diệt cung xanh cũng ngon. Còn không thì bàn tay công lý. Đấy. Tiếp theo là cái lượng trang bị mà anh em mình có. Nếu mà anh em mình không có những cái trang bị mà xuyên giáp ấy thì phải hướng đến một cái giáp vai nguyệt thần nha. Nếu mà cho Garen vào, chúng ta sẽ gọi là có thêm cảnh vệ như này. Bán Kobuko 2 sao đi, đổi thành Kobuko 1 sao. Thế thì mới giữ lại được cái lợi tức là 50 vàng các bạn ạ. Ai đây, hoa nở không màu. Wow, Kai'Sa từ khá sớm. Cuồng đao có. Một form của mặc ảnh đi cùng với đấu sĩ U Linh. Năm mặc ảnh à? Nhưng chàng này có hai hình xăm này. Nếu mà năm mặc ảnh thì có cái hình xăm kia anh em mình đánh Senna tốt. Hoặc là đánh luôn Kai'Sa cũng được. Ok, khỏe nha. Ý chí rồng thiêng nhà máy tế chế và huy hiệu cảnh vệ. Thế là mình sẽ lấy cái nhà máy tế chế nhé anh em nhé. Đổ lại hai cái này xem là có ấn sứ thanh hoa không. Không có rồi. Zone Suraka. Một cái bùa xanh à. Phải đổi gấp thôi. Bùa xanh à, nó không ngon đâu anh em ạ. Tôi sẽ hướng đến những cái trang bị khác. Cho con Lux như kiểu Sojin là ngon hơn. Sojin cho Lux thì nó chói liên tục. Kết hợp với nành Naso thì ổn. Đây. Như này không các bạn. Như này có sứ thanh hoa này. Rồi. Nhà này là Grey Raven. Thần tài là con nhốt Kobuko lại. Sợ thắng ai hay gì đấy. Đội hình này là không thể nào mà thắng ai được rồi. Ok. Cứ nửa thắng nửa thua. Biết khi nào chúng ta mới gọi là giữ vững được cái phong độ đây. Khá là trình vành các bạn nhỉ. Chúng ta có thêm Ilao, Aatrox và Caitlyn.
Caitlyn cao cường à. Tay ở đây thì vừa có thêm cả pháp sư, lại còn vừa có u linh, mà ở chỉ ngưỡng 3 u linh thôi mà lấy game mình cũng sẽ không chơi Caitlyn nữa. Giữ lại cốc mò, lấy bắn tỉa cho Ace thôi. Kẹp thêm con Lilia, Nautilus, kích hoạt thêm cột mốc của thần thoại cũng khá là ổn. Rồi, huy hiệu của đoạt mệnh đến trừ vị trí của SGP Pang. Wow, mà anh chàng này nó quyết định chơi cái đội hình gì đây? Hay là giữ máu ở đầu game bằng định mệnh không? Uầy, cố lên tóc mò. Bụp, ui éo chết con nào ấy. Đúng rồi, ít ra là cũng phải nhổ nước bọt dính hai con hàng sau đi chứ, đúng không? Anie, Soraka, Lilia cầm nước mắt à? Anie đã bị lấy rồi, chúng ta có Nai. Có Nai vàng ngơ ngác. Nhưng mà nhiều nước mắt quá các bạn ơi. Có thật. Ui, mất luôn cả BF rồi. Lấy găng vậy. Cái Nai này thì lấy cũng được thôi, nhưng mà tôi có hai cái nước mắt ở nhà rồi. Giờ lấy về không biết là để đâu nữa. Sen này, 4 u linh, cung xanh à, bàn tay công lý. Nhưng mà lắp cung xanh ngon, và bàn tay công lý thì có thêm khả năng hút máu một chút. Một trong hai cái hiệu ứng nó sẽ được x2 lên. Còn nanh na so à, lắp một cái cung xanh trước nhá, vì chúng ta có nhà máy tái chế mà. Qua là không còn 500 VIP nữa thôi. Nếu mà còn 500 VIP nữa thì anh em mình chơi cái combo đồ gì cũng được hết nhỉ. Đồ phế cũng lắp được luôn á. Tại vì là cứ không thích đồ này thì anh em mình lại hút và lắp đồ khác thôi. Volidon thì bây giờ đã có được thần tài. Hình như là có Nai, có Alune đang muốn xoay chuyển sang thuật sĩ, tìm kiếm thêm Ani nữa đúng không? Lạ gì nữa mà Anse đã có đồ đẹp rồi. Giờ thì chúng ta sẽ cố gắng lên 8 sớm và roll nhẹ tìm Anse. Còn nếu như mà chúng ta vẫn giữ máu ổn với cái form bài hiện tại thì mình đánh được 9 luôn. Mà có rất là nhiều sự update ở những cái vòng này thì mình không chắc mình có thể lên được 9 này. Ai đây ạ? Vẫn là chim cống. Cống cong. Cống cong là cái gì? Một cái ẩn đấu sĩ. Ẩn đấu sĩ này mà đi cùng với lõi của Kobuko thì đúng là tuyệt vời. Cặp móng may mắn. Đã muốn săn lại cái lõi cặp móng may mắn để chơi Kobuko carry quá anh em ơi. Săn hoài không được. Rồi, nhà máy tái chế phát cho mình một đồ. Cái cung gỗ nữa à? Chưa có trang bị phòng thủ nào cả. Chưa có hiệu ứng vết thương sâu. Điều này làm tôi rất lo lắng. Chúng ta đánh sát thương vật lý thì cần có giáp vai nguyệt thần hoặc là ở cung xanh. Khi mà đối thủ có quá nhiều khả năng hồi phục thì chúng ta cần phải hướng đến một trang bị vết thương sâu nhá. Rồi đốt máu của nó. Lắc 2 sao rồi. Một click nữa để có thể lên level. Nhưng mà mình có thể bán ai đi được đâu. Chuỗi thắng đối với mình bây giờ cũng không mấy là quan trọng nữa. Lắc à? Cái nanh đi anh em ơi. Bùa xanh luôn nhá. Bùa xanh à? Đợi Sojin đi. Trời ơi. Chicken.
Wow, hai cuồng đao dành cho CV rồi. Và đây là một con CV 3 sao rồi các bạn. Lên hơi trễ một chút thôi. Có Pandora. Anh chàng này đang muốn chơi còn đen 3 cuồng đao CV à? Hay nha. Đang leo rank mà gặp content thế này. Chưa biết được đâu, CV 3 sao 3 cùng nào thì cũng lợi hại phết. Vương miện của bắn tỉa thứ 6 kỳ quái. Có cái vương miện gì khác không? Lại là Pandora này. Combo nhà máy tế chế và Pandora. Ảo chưa? Một cái Sojin ánh sáng. Wow. Không biết là nên lấy đồ gì bây giờ đây. Cái đồ phòng thủ ánh sáng hay là đồ sát thương anh em? Phòng thủ ánh sáng là sát thương đây. Các đòn đánh hồi lại 10 năng lượng. Ngọn giáo Hirana. Tôi sẽ xào lại hết đồ anh em ơi. Con lắc này thì tôi cứ để cho nó cái Sojin xem sao. Nếu mà hợp lý nữa thì tôi sẽ lắp thêm cho nó đồ. Trời cũng nhanh đấy chứ. 1579 sát thương. Con này lấy triệu hồi hỗn mang à. Riptow 27 tiết. Chim cóng còng. Còn lại 23 mà thôi. Kathleen 2. Chút khổng lồ khi mà dàn tanh chưa có trang bị. Zanna Blazing à. Tôi sẽ lấy thêm một cái gậy đi. Thứ tôi cần là Lilia. Anie. Ace. Ừ. Rồng đẻ trứng vàng đến từ vị trí của cây Raven. Cái thế nào, thứ tượng đi. Nhà này cũng cầm AC rồi các bạn. Chói luôn. Level 7 có được AC. Đang muốn tìm kiếm những chuỗi thắng khi mà có được rồng đẻ chuỗi trứng vàng. Vì nếu như mà chúng ta thắng thì sẽ có được nhiều những cái mà số của vàng hơn thay vì thua. Gì không nhờ, có AC đây. Ông này lấy không? Lấy thì tôi cứ tưởng là ông hoa nở không màu ông mới lấy. Tưởng đi vọt thẳng vào ấy, sợ thật. Này cũng đang xoay đánh 4-5 tiền này. Kai'Sa mặc ảnh. Thay AC vào luôn nè. Cái giáp lửa này anh em ơi, ngon nha. Bốn u linh à. Wow. Giờ mà tôi bán cốc mò đi thì chút nữa có vẻ là hơi thiếu. Này à. SGV Pang đang bảo thạch cũng ngon đấy anh em ạ. Con lắc này nó chói đam cũng to. Nhưng mà AC này thì cần phải có cung xanh nữa. Cái trang bị vô cực cung xanh là trong những cái mà combo item vừa có nhiều sát thương mà vừa xuyên giáp nữa. Ok rồi anh em ơi. Ui, top 2 rồi. Hoa nở không màu 85 máu. Vòng kỳ ngộ này có gì? Trong 4 vòng giao tranh với người chơi tiếp theo, Sasua sẽ Sasua nhận 200 máu tạm thời với 3 tướng ở hàng sau à. Anh mình cứ kéo tướng xuống như này thì sẽ được cộng thêm máu thôi. Đấy. Này máu nó được cộng thêm. Giờ thì mình sẽ roll ở level 9 anh em ơi. Được con 5 tiền
nào xịn sò ở giai đoạn level 8 thì anh em mình cứ bắt thôi. Giống kiểu như là con Lissandra là auto bắt. À gì là auto bắt. Dạo gần đây là nhiều anh em spam Azir lắm. Và đây là vua lì đòn. Wow. Sẽ là một bài đấu thần tài kết hợp với thần thoại à? Hai vị thần à? Lì đòn ấy nhở. Gặp lần mình lần nào là mình cũng gọi là mình đánh cho. Ok. Wow. Con A xe một sao thôi mà nó gây hơn 6.000 đam các bạn. Thật. Lilia. Lilia này. Mình sẽ bỏ đi Sen nè. Bỏ đi Caitlyn nữa. Đồ của con Lux thì chúng ta có thể ném cho Lilia cũng được. Tanh thì chúng ta cứ để cho Annie nhá. Annie ngon. Cứ kiểu skill gấu liên tục. Hồi máu nhiều lắm. Nhiều anh em bảo với tôi là con Annie cũng không cần giáp lửa, đúng không? Ui, sao đánh quái ra xe này. Nhưng mà cái đặc tính của con Annie này, khi mà đối thủ bị bỏng sẵn rồi thì nó sẽ gọi là hồi máu thêm. Đấy. Là mà đối thủ mà bị thiêu đốt bùa đỏ các kiểu đấy, nó sẽ được bonus thêm máu. Cốc mo vào đây. Này là có 3 con thần thoại chúng ta sẽ cho vào để có thể tích số trước. Ngộ không à. Hoa nở không màu này. Uầy. Kai'Sa 2 sao. Hình như là sẽ có một cái đội hình Odin ở giai đoạn level 7 đến từ vị trí hoa nở không màu. Volibear 3 sao rồi. Caitlyn bắn và vẫn chưa hạ ngục được Kai'Sa. Chói cuối nào, hay quá đi thôi. Wow. Sát thương ở hàng chéo của con Lux đôi khi cũng là một trong những cái thứ rất đáng sợ các bạn. Thì nó kiểu nào thiếu đam mắt à, con Lux chói đằng sau. Đẹp luôn ạ. Thôi, tầm này là rất xanh rồi các bạn. Ace thì để tự ra nữa. Thế nên là mình sẽ quyết định lên level 10. Này level 10 là uy tín luôn. Top 1 luôn không? Khó. Hiện tại thì top 1 được. Nhưng mà về lâu về dài thì chưa biết như nào. Và đây là chim cóng còng. Với đấu sĩ mặc ảnh. Có cho mình được set phiên bản đấu sĩ. Nhưng mà đam chính thì đã bị lắc của mình chói rồi. Ai bắt chói à, thứ ba thì khả năng Senna sẽ cút luôn. Nhưng mà không, Caitlyn đã tiến gòn Senna của chim công cống này đi luôn rồi. Lượng máu của chim công cống thực sự là còn rất ít. Và trứng này thì khả năng là phải để mai nở rồi. Hết cơ hội để có thể nở trứng ạ. Đáng tiếc dã man. Sứ Thanh Hoa. Còn thiếu một con Lissandra nữa thôi các bạn ơi. Lissandra chúng ta có thể thay thế vào vị trí của Caitlyn được. Với con Aatrox hiện tại là đang là một con khá là thừa. Hai con này thì một con là Lissandra còn một con lại. Ta có thể chơi mấy con tanh tanh châu châu cũng được. Cái gì đây? Garen 3, Riven 3, CV 3. Ghê thế trời ơi. Hôm nay là quỷ rồi. Quỷ nhiều 3 sao lắm. 3 sao chúng tôi. Ok anh em ơi. Tôi lấy gọi là số lượng để chất lượng à. Ừ. Wow. Có một ấn U Linh này. Một ấn bắn tỉa này. Tầm này là mình có nhà máy tái chế đúng không các bạn? Là mình sẽ lấy cái ấn U Linh này về để có thể đổi lại thành cái ấn của Sứ Thanh Hoa.
Hoặc là chúng ta sẽ đợi Panora thôi. Ui có Azi ạ. Sướng thế. Con này không lắp được. Ren nghe đây nè. Ây ạ, ăn thiên cùng. Thôi cứ bán đi thôi các bạn. Đấu sĩ phù linh gì tầm này nữa. Bắn thì chỉ cần cột mốc 2 thôi là được. Nếu như mà chúng ta ra một cái huy hiệu bắn tỉa từ sớm ấy thì mình có thể hướng đến là đánh 6 bắn tỉa. Định mệnh. Wow. Có cho mình được thêm cả đoạt mệnh phiên bản là Queen Bread 3 sao. Kain đồ đẹp. Uầy. Hơi khó thắng nhà này rồi các bạn. SGP Bang đang nắm giữ rất là nhiều Kain. Vòng kỳ ngộ. Chọn một trang bị thành phần Zira cho bạn 3 bản sao của nó. Được. Mình sẽ lấy cung để có thể lắp ấn sứ thanh hoa thôi các bạn. Chưa có Anige. Hay là mình lắp cho con Lilia cũng được nhỉ anh em ạ. Hay lắp cho mấy con tuyến đầu. Này không? Tuyến đầu hay tuyến sau các bạn? Con nào cũng được hết ấy. Này lắp cho con Azir thử. 4 sứ thanh hoa. Cái quyền năng luôn nhá. Lại là hoa nở không màu. Tam Ken 3 sao à. All in để có thể tìm kiếm những con bậc 3 và 3 sao. Rồi luôn. Nhà này có level 7. Còn Udi càng thế. Chơi mặc ảnh Udi level 7 là đỉnh cao đấy. Mãn nhãn rồi anh em ơi. 67 máu mà chúng ta vẫn giữ được tiền lên cấp 10 này. Trận này tính ra là tôi lắp đồ sớm. Tôi giữ máu sớm. Chứ gọi là bình thường thôi. Không có gì gọi là đặc sắc cả. Còn mấy anh em kiểu Vully Dawn, cái mấy ông kia chơi thần tài là bán máu là xác định rồi. Lấy game mình vừa lên cấp rồi chúng ta có tướng 4 tiền, 5 tiền anh em mình vã rồi. Rồi level 10 on 2 sao luôn này. Dã man thật. Wow, Lissandra vào đây. Ai à. Búa đỏ à. Thú tượng Sojin. Nhiều đồ ngon quá nhở. Lấy thêm đồ thủ cũng ngon nhé. Này đi. Irelia. Nautilus. Đây. Họa sư à. Mình nghĩ form này chắc là cũng cần họa sư để anh em mình kích tướng. Mà Nautilus, Lilia với cả Cosmo. Đam chính của mình thì là nhờ Ace cho nên là cũng không muốn bỏ còn góc mòm chút nào cả. Rồi chỉ cần đi luôn rồi. Đây đợi mai mới lên được Ace 2 sao các bạn ạ. Bực mình thật. Chúng ta có 6 Nautilus. Nautilus sử thanh hoa. Tôi sẽ đổi đồ sang cho Lissandra nhé anh em nhé. Không thì anh em mình cũng có thể là ném cho Azir cũng được. Nhưng mà tôi thích Lissandra hơn. Lý do là tại sao à? Lý do là nó hack thêm vàng với cả trang bị cho tôi. SGP Bang. Wow. Aphelios phiên bản là đoạt mệnh 3 sao. King Red cũng 3 sao rồi. Còn thiếu một con thuật sĩ, nó chính là con Anie nữa. Cái này thực sự hơi biến thái. Level 10 mà đấm mình không ra cái hệ thống cống rãnh gì cả. Họa sư. Đau đầu nhờ. Nautilus. Thì thay vào đây đi. Đang dư một sứ thanh hoa.
ta sẽ vẽ vời một chút. Chưa lên được AC2 với cả là con Lissandra 2 các bạn ơi. Hơi cài đuối thật. Và đây là hoa nở không màu. Chúng ta cùng xem là... Ui, hoa nở không màu có gì. Tamken 3, Udi, Volibia 3, Kai'Sa đồ đẹp, xạ thuật sư. Nhưng mà tầm này thì dàn tanh của tôi rất cứng. Và Lissandra cũng sẽ là một trong những con khắc chế được tanker. Sẽ úp và ném đi ra chỗ vị trí khác. Wow, là một thìa vàng này, là một cái ấn. Mình sẽ lấy thìa vàng để có thể anh em mình tối ưu nhanh hơn. À, biết vậy đấy, gắn sử ra chứ nhở, quên á. Này cũng có con on 2 thì cũng được. Thêm một ấn sứ thanh hoa này, xem con nào lên được trước. Hai ấn sứ thanh hoa. Uầy, vạn sư 2 và Asia 2. Khả năng mình sẽ phải lựa chọn rồi các bạn ơi. Từ nay sẽ có 6 sứ thanh hoa, nó có khả năng sẽ có một cái ngưỡng sức mạnh đột biến hơn nhiều. Nautilus à? Một cái quyền năng nữa đi, nó châu bò. Úi dồi ôi, tầm này vẫn thua nữa thì hơi khó chịu nha. 6 thanh hoa bây giờ là mạnh lắm luôn các bạn ạ. Giảm rất nhiều sát thương và nó còn tăng rất nhiều tốc đánh. Ace này, Amumu thì hiện tại cũng chỉ có 5 con thôi à. Bán luôn nhá. Lissandra 2 à. Trời ơi, toàn là những cái thời khắc quan trọng thôi. Không con nào có thể mình bán đi được. Bán con nào đi bây giờ đây? Làm gì có ai thương em như vậy. Xem nào, King Red này nhảy nhảy này. Nhà này chắc là cố gắng luôn tìm mấy con còn lại lên 3 sao thôi. Rồi lên cấp. Tầm này level 8 mà quá ao. Quá ao meta rồi. Ok, Lissandra 2. Anh em xem lên đây thôi thì đã thấy cái đội hình của mình chất lượng như nào. Những con kích hệ ở tầm này thì chỉ có cốc mò là kích hệ thôi. Form này là form chuẩn chỉ nha anh em nhá. Nếu chúng ta không có ấn thì cũng không sao cả. Hai ấn sứ thanh hoa của mình thì nó cũng góp mặt thêm cột mốc 6 thôi. Asia, đừng có nói với tôi là xin ra 3 thì tôi chịu nha. Wow, level 10 của tôi. Ui, Ace này các bạn. Ui, một con Ace nữa. Uầy. Sao mấy lần đầu mà này. Ây dô, ây dà. Con này thì chưa được. Phải 4 thuật sĩ. Oh, Ace. Ace tới chơi. Úi giời ơi, họa sư cũng ok với đấy. Đang dư thật thoại các bạn ơi. Giờ chỉ bị AC 3 thì ông này là thực sự là tắt nguồn luôn rồi. Level 8 đã ngộp như này rồi. Nhịp lên AC 3 sao sứ thanh hoa. Đây là một trong những cái meta S cộng ở phiên bản hiện tại. 6 sứ thanh hoa và 4 thuật sĩ. Anie 2 sao luôn rồi. Mắc binh ở đấy anh em ơi. Nautilus, cố gắng thêm một con Nautilus 3 sao này. Kain 3 sao, holy shit. Kain 3 sao.
Một game đấu căng dã man rồi. Hình như vừa trải qua một cú all in thì phải. À đâu, mình vẫn còn nhiều tướng như này mà. Xem là Kai 3 sao có thể phán một câu là Kai 3 sao không đủ cửa có thể tiếp cận AC của tôi. Nói gì là hạ ngục được dàn tanh cũng là một vấn đề rồi đấy. Anh em công nhận chưa? Hạ ngục được dàn tanh của mình cũng là một vấn đề lớn rồi. Nãy giờ tôi cũng ra roll rất là nhiều con Azir. Azir 2 à? Thôi bỏ đi các bạn ơi. Tầm này là tôi chỉ cần con lắc 2 sao thôi. Không ra được rồi. Này là một cái thích nghi. Azir đẹp. Hoặc là cho Annie thì cũng rất là ngon. Rồi xong. Form rất đẹp của SGP Bank. Nhưng mà quá khó khi mà chúng ta cũng có được AC3 cơ mà. GG. Anh em nào đang xem thì đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký kênh anh em ơi. Hẹn gặp lại anh em trong những trận đấu sắp tới. Bye bye.